thật sự là rất là buồn, buồn lắm luôn cả nhà. Bây giờ là Nhân đang ngồi tại khu Bella Vista, cái này là thuộc đợt 2. Thì bên đợt 1 là cái hạ tầng nó hầu như là nó xong 100% rồi, điện rồi nước rồi đường nhựa rồi xong hết. Thì cái đợt 1 với đợt 2 này sẽ ra sổ chung một đợt là vào cái ngày mấy nha, không nhớ rõ lắm, nhưng mà vào tháng 11 cuối năm nay, cuối năm 2018. Và cái lốc này là lốc T3 nha cả nhà, lốc T3 lô số 39. Ở đây nó có một cái công ty đang môi giới, một số là môi giới và một số là mua xong rồi bán lại. Thì cái lốc T3 này là nó có hai mặt, một mặt là nó nằm ở phía trong và một mặt là nằm ở ngoài kênh. Mặt ngoài kênh là cái giá 8,5 triệu mét vuông, còn cho mặt trong này á là và hổm là nhân nhớ không cũng lầm là bên công ty kia là bán hình như là 7,5 triệu mét vuông, 7,5 triệu mét vuông. Còn cái lô này là khách hàng của bên nhân á là đang rất là kẹt tiền, một cái anh này ở dưới Vĩnh Long á, cho nên là ảnh không có rành lắm thị trường trên đây, thì ảnh gửi là cái giá nó cũng khá là mềm. Nói chung là do kẹt tiền thôi mới gửi cái giá rẻ như vậy, là 5 x 17 tính ra là 6,5 triệu một mét vuông, là cái giá là 550 triệu. Rồi Nhân xin nhắc lại nha, 5 x 17 diện tích, 5 x 17 cái giá là 550 triệu, tính mét vuông là nó rơi vào khoảng 6,5 triệu một mét vuông nha cả nhà. Thì nếu như mà ai mình mua cái lô này á thì thật sự là nó có nhiều lợi thế lắm. Tại vì bây giờ bên đây mấy cái lô gần đây nè, thì bên công ty họ bán lại tới 750 á, trong đây là mình chỉ có 650 thôi, tức là mình rẻ hơn họ tới 100 triệu. Và cái thứ hai là công ty sắp mở bán tiếp tục cái khu Bella, khu Whistleland. Khu Whistleland thì nó nằm ở ngoài chỗ kênh Thề Cai đó, thì cái giá khoảng từ 8-9 triệu, nhưng mà cái hạ tầng này bên công ty đang làm thôi. Còn ở đây là cái hạ tầng xong hết rồi, bây giờ chỉ còn đổ đường nhựa nó là xong hết. Và Nhân xin nhắc lại lần cuối cùng, đó là 5 x 17 cái giá 550 triệu, rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn nha cả nhà. Rồi nếu như ai mà muốn mua lô này thì cứ alo cho Nhân, số điện thoại trên màn hình. Bây giờ Nhân sẽ quay vòng vòng cho cả nhà mình xem nha. Rồi Nhân xin mời.